chào mọi người. Hôm nay cái má nụ của mình đó chính là món lẩu trứng siêu cay của Hàn Quốc. Cái lẩu trứng này thì mình mua ở ngoài siêu thị á, người ta đã làm sẵn hết rồi, gia vị sẵn hết rồi, mình về mình chỉ mua thêm nấm, thêm giá và thêm hành vào, ớt vào, thêm muốn cay thêm thì mua ớt để thêm thôi. Cái gia vị là người ta đã để cái bọc gia vị sẵn cho mình rồi. Và bây giờ mình sẽ xử nó ngay coi nó ngon như thế nào. Nhìn cái nước là biết rồi đó. Là biết trình độ cay của nó như thế nào đó. Lẩu trứng mà nguyên một nồi trứng luôn. Chắc phỏng mổ á. Nước nó ngon 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 gì đâu luôn. Cái vị hơi 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 chua, hơi một chút xíu chua thôi, và ngọt ngọt của cái từng ớt hàng ngon quá. Chắc mình hấp hết cái nồi nước này luôn rồi mọi người. Tàu hũ cái chân nó bùi bùi béo. Đố mọi người đây là gì? Đây là cái ấy luôn, cá đực. Dữ lắm, nó ngon luôn. Quá. Cái này không phải là trứng đâu nha, cái ấy con cá đó. Cái ấy con cá đực. Nó mềm, nó giòn giòn. Người Hàn người ta hay ăn giá. Cái này giá đậu gì ta? Quên luôn à. À, giá đậu mình. Còn mình ăn giá đậu xanh.
Là cũng ăn cái đậu xanh đó. Ít. Nhìn chín rồi mọi người. Ăn chưa? Cái trứng này nó béo, bùi. Nhưng mà nó không có béo bằng trứng cá lóc, cá rô, cá ngọt. Mùa đông á mọi người, mùa đông mà hấp cái miếng này một cái là nó ngon lắm luôn. Vừa nóng vừa cay. Mùa đông ăn món này là tuyệt vời. Ăn cái này ngon hơn là ăn cái trứng, nó mềm hơn cái trứng. Nó ra mình bự. Nên mọi người, cái trứng nó bự kinh khủng rồi mọi người. Thòm không? Cái trứng này nhỏ. Có trứng bự, trứng nhỏ. Trứng này ăn không ngon bằng trứng cá nước ngọt mình. Trứng bự không ăn, kiếm trứng nhỏ ăn. Cái trứng này nó không có mềm mại như là trứng cá nước ngọt mình đâu, khô khô khô, nó khô hơn là trứng cá nước ngọt mình. Mình hấp hết cái nồi nước luôn rồi. Trứng thì còn. Mà ăn trứng nó nhanh no mọi người. Mình mới ăn có nhiêu đâu mà nó bốc cái bụng mình luôn. Hay là bên tay mình ăn cái này nhiêu. Cái ấy con cá đực. Cái này ngon. Mềm. Thôi mình chào tạm biệt các bạn nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong các clip sau. Nhớ bấm đăng ký, bấm thích kênh của mình nhé.